thôi cho cả nhà. Đây con mình đi mua ốc cần hòn về bỏ vô nuôi chơi nha. Mình bắt đầu bỏ vô nha mọi người. Đây có vỏ màu xanh nha mọi người. 30.000 một con đó mọi người. Rồi bỏ gông vô đi. Đây là gông nha mọi người. Để cho nó ấm nha mọi người. Đây. Rồi bỏ vô. Đây chụp nha một con nha mọi ngàn một con nha mọi người. Ốc ơi, không có nhiều con cho tên này mua là gắt đắt nha mọi người. Chào mọi người nha.